Mấy hôm trước đấy ạ. Mà cứ mời cứ chè những cái bên ngoài những cái lộ ấy cho xử lý thôi. Những cái thớt thớt đấy này chủ yếu là những cái thớt vội, nhưng mấy cái thớt có tay cầm ấy thì cái ly lông của nó bọc không kín ấy nên nó bị móc nhiều, còn những cái thớt kia không biết nhiều. Đấy, những cái mấy cái có tay cầm này gần như thường thường hết.
mà có đến thì mình vẫn được. Chị nhớ không? À, chắc là mấy cái thằng chơi thân được con nữa. Cũng chỉ học mấy năm cấp 3 thôi. Chứ cấp 2 thì không học cùng chơi thân nữa. Mình nhà nó giàu, nó toàn chơi bắt nhà giàu. Học cùng cấp 3 hả? Ừ. Hả? Tôi tưởng thằng mình nó học rồi đó. Ở chỗ gần chùa Trân Long ấy. Ê, thế thì nhà nói không phải nhà thuê đâu. Nhà đó ở đấy xong rồi nhà bố mẹ đã chuyển lên bảng tin ở này. Nhà nó vẫn ở đó. Đã vài mảnh đất rồi. Tê thầy nó chuyển về xóm chùa để đưa đi học cô Quỳnh Anh. Chắc lại đi lại ở đấy. Con tê tưởng nó thuê về đấy rách để cho kiểu bóp ở làng ở đến học dễ hơn. Nhà nó chữ thì đất mà chỉ thuê. Bè đứa, hai gã một cha. Con kẻ thử. Không ăn đâu, mới gấp đi.